Dạ, xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi bên em một cái căn nhà tuyệt đẹp luôn đó. Nhà mới tinh luôn, xây dựng được khoảng là một năm đổ lại chị ha. Đây là cái không gian, cái cổng mình đây chị đó. Cái cổng làm rất là rộng luôn, là 4 mét chị ha, nên gia đình mình có xe ô tô, xe tải đậu trong sân rất là thoải mái luôn. Cái máy tiện chế thì cao, thoáng mát chị ha. Với ngang diện tích căn nhà của mình là 10 mét, chiều sâu là 20, xây dựng là hết đất luôn nha anh chị. Xung quanh đã làm hàng rào xây kiên cố hết rồi, và xung quanh cũng có camera quan sát nhà hết luôn chị nha. Đặc biệt thì thổ cư trên căn nhà mình là 100% luôn chị ha, nên về đây mình mua mình ở rất là yên tâm nha chị ha. Dành đây cô chú anh chị nào mà thích về đây yên tĩnh. Trước căn nhà của mình có một cái view kinh rất là mát, rất là thoáng luôn chị nha. Cái hướng căn nhà mình đây đó là hướng đông nam. Địa chỉ cái căn nhà của mình là ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Ở trước thì chị không xây gạch lên là 1 mét, rồi là một cái khung sắt và cọp cổng thì cũng ốp lên rất là sạch sẽ luôn chị ha. Cái vị trí mình đây có khuyết điểm là ở đây đường cùng mình chị ha, đây đường ra này là ô tô, vô đây là còn một lô đất ở đường cùng vậy, đây một lô này nó đường cùng vậy. Đây là bên hông, chiều sâu bên tay trái mình anh chị ha, xây dựng là hết đất luôn nha anh chị. Ở đây thì đường cùng nên không có lộ giới anh chị ha. Tính từ vị trí xây kiên cố nè, vô trong là 20, xây hết đất luôn, là thổ cư 100% nha anh chị. Và trước mình là 3 mét, lúc trước thì mình thụt vô khoảng đây là 1,5 mét nè chị ha. Nên trước cái chỗ cái sân, cái cổng từ nhà mình đó, rộng đây là khoảng là 5 mét, rất là thoáng luôn chị thấy không. Mình đi lại trước màn hình mình khoảng là 30 mét, là có cái cầu 3,5 mét chị. Mình qua cái kinh đây, qua cái kinh bên đây. Và kinh đây là có bản có đường đan cũng 3 mét luôn. Đường bản thì đường công cộng, đường thông nha anh chị. Lúc trước thì cái cầu nặng cách 30 mét thì cầu đó, cầu đi chung. Tại lúc trước thì gia chủ có phân ra nguyên cái giải ở đây nè, là 10 mấy 20 lô lận, nên cái đường này là đường cùng. Cái cầu đi chung tất cả các hộ đây chị ha. Và trước cái bên tay phải mà đây có một cái view kinh anh chị không, rất là mát, rất là thoáng luôn. Hiện tại thì cái kinh thì đang nước cái cạn anh chị ha, cô bé mới bóc xong nên rất là sâu, nên nước mốt mình về nước ra vô thì mình xài rất là thoải mái luôn chị. Hiện tại nước đang cạn anh chị ha. Cái một số cây dừa của mình đây là cái dừa của mình gia chủ trồng luôn chị ha. Mình hưởng lại đây luôn, đây thì có lộ giới của kinh thôi nhưng mình hưởng lại luôn nhanh chị. Rồi để em chỉ cái ganh chiều sâu bên tay phải rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha. Dừa đây thì cao có 1 mét đây là có trái chị ha. Mình đứng ở dưới mình hái được luôn chị. Ở đây mình đi ra chợ nè, ở đây thì có 3 chợ lên chị. Một anh chị đi chợ là ở chợ đêm ở Tân Hiệp đó, chỉ có là 2,5 cây số thôi. Ở đó là thuộc thị trấn Tân Hiệp nha. Còn ở đây là chợ Bến Tranh nè đó, thì còn một chợ là 3 chợ lận đó, cũng khoảng là 2,5 cây số đồ lại thôi, rất là gần. Còn nếu mình về đây mình không có việc làm thì có thể mình đi làm ở khu công nghiệp Tân Hương đó, cũng chạy xe khoảng là 15 phút nha. Và khu công nghiệp Long Giang đó, đây có 2 công nghiệp rất là lớn nằm ở đây đó, nên về đây mình đi làm rất là gần luôn chị ha. Nếu mình đi đường công cộng mà có cái cầu 3,5 mét chị ha, ô tô đậu nặng á, mình vô đây rất là thoải mái, đường này là 3 mét nè chị ha. Ở đây thì cũng gắn mấy cái cống hết rồi, ở đây thì đã cũng có chủ hết anh chị ha. Nhà cửa thì cũng xây được mấy căn, còn đây còn một số lô đất là chưa xây lên nha, nhưng mà đã có chủ hết nhưng chưa xây nhà thôi. Và bên tay phải mình đây có một cái đường đan 3 mét nữa đó, nên mình mặt 2 mặt tiền, nhưng mặt tiền này cũng chiều sâu cũng 20 á, thì vô trong khoảng cũng khoảng là 100 mét là đường cùng luôn anh chị ha. Nhưng mà nhà cửa bên trong rất là đông anh chị, chứ không có vắng nha anh chị ha. Đây là chiều sâu bên tay phải căn nhà mình đây anh chị đó.
Bên hông thì gia chủ cũng xây gạch lên là 1 mét anh chị ha. Rồi một là một số khung sắt nè, xung quanh cái hàng rào mình hết rồi, làm rất là kiên cố luôn chị ha. Gia đình thì xây dựng để ở, phải kinh doanh buôn bán nên làm rất là kỹ chị, rất là chắc chắn luôn, nên mình về đây mình mua rất là yên tâm, mua vô ở liền, khỏi suy nghĩ, khỏi sửa chữa anh chị ha. Nhiều lúc cô chú anh chị mua nhà mà bị nát nè, hư á, thì mình tốn kém rất là nhiều, bỏ chi phí ra để mình sửa chữa chị ha. Còn căn nhà mình đã hoàn thiện và xây mới 100% và thổ cư là 100% luôn, nên mình về để ở rất là ngon lành nha. Từ thành phố Mỹ Tho mình về tới vị trí căn nhà của mình là 11 cây số nha anh chị, còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á, là 49 km nha. Dạ em chào anh chị ạ, đây là chủ nhà chị ha. Bước vô cái sân cho rất là rộng, rất là thoáng luôn. Mình đậu xe ô tô, xe máy ở sân mình rất là thoải mái luôn chị ha. Và bên tay trái mình đây đó, chủ cũng xây gạch lên, thường đây là cao khoảng 3 mét đó chị, đã ốp gạch rồi, rất sạch sẽ. Còn bên trên xíu nữa là làm một cái lập ton đó, dừng dách anh chị ha. Camera quan sát nhà đầy đủ hết anh chị ha, là máy tiền chế rất là cao, rất là thoáng cái không gian cái sân mình luôn anh chị ha. Gió thì đây em thấy rất là mạnh, hiện tại đang quay trưa mà gió rất là mạnh nha. Tại nhất đây là người kinh, và thứ hai là đây là trống trải chị, gió rất là mát nha. Ở sân mình đây á, chỗ máy tiền chế đây á, thì chủ cũng lót nền rồi, rất sạch sẽ ha. Đây thì chủ cũng nuôi hai con chó nè, rất là đẹp. Đây là cái lối ra phía sau nhà chị ha, nhà thì gia chủ thiết kế rất là thoáng luôn. Đây là lối ra phía sau nhà để mình để xe máy chị, dẫn lên cái thềm này, hay là rồi phía sau nhà rất là rộng. Gia chủ cũng làm máy tiền chế rất là cao chị ha, còn máy máy lạnh, cục nóng thì chủ để ở đây luôn. Camera chị em xung quanh có hết này. Còn đây là cổng chính của mình chị. Cái nền nhà thì gia chủ làm rất là cao chị ha, nhìn rất là thoáng luôn. Căn nhà mình được là 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phía sau nhà tắm, nhà vệ sinh, và cuối cùng là không gian bếp nấu ăn anh chị ha, rất là rộng luôn. Và đây là cái cửa phòng khách anh chị, cửa bằng sắt lồng kiến cường lực là 10 ly anh chị ha. Giá thì chủ ký gửi là 1 tỷ 600 triệu anh chị, sở hữu một căn nhà rất là đẹp ha. Đường xe ô tô xe tải tới vị trí căn nhà luôn, giáp với kinh anh chị, rất là mát luôn. Không gian cái phòng khách mình đây, có ghế massage và tivi dàn cơ kê đây. Bên trong căn nhà thì chủ ốp gạch cao là 1,8 anh chị ha, rất là sạch sẽ luôn. Toàn bộ căn nhà bên trong á, chủ đã đóng lớp phong hết đây chị ha, rất là mát mẻ luôn. Và bên tay phải mình đây thì chủ cũng làm một cái cửa chị ha, cửa 4 cánh đó, để đóng lại đó. Còn nếu mà ngày mở ra cho nó thông thoáng hai bên ra lối phía sau nhà chị ha. Và bên trong toàn bộ thì chủ cũng gắn màn che, rèm che hết rồi nha. Đây có hai cái lục bình rất là đẹp anh chị ha. Rồi trước tiên sẽ quay cái phòng thờ trước nha chị. Đây là phòng thờ của gia đình nha. Của quyền ở đây. Chỗ phòng thờ đó thì gia chủ cũng thiết kế một cái không gian cửa sổ rất là lớn luôn chị. Lấy sáng vô, lấy gió trời vô, rất là thông thoáng cái không gian phòng thờ của mình nha chị. Đây quay kỹ trên mình xem luôn. Nhà thấy còn mới tinh chị ha. Mình mua nhà mà có thổ cư sẵn 100% nè, đường ô tô nè, giáp với kinh nè đó, thì là rất là tuyệt vời. Đây thì được 3 chợ, anh chị đi chợ nào cũng được hết, rất là tiện nha anh chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi ra từng phòng ngủ mình tham quan nha. Phòng ngủ thì chủ thiết kế cũng rộng rãi thông thoáng, phòng nào cũng có cái máy lạnh anh chị, và không gian cửa sổ hết nha anh chị. Lối ra phía sau nhà đây khoảng là 1,2 anh chị, cũng rộng rãi thông thoáng nha. Đây là bên trong phòng ngủ đây. Đây có tủ quần áo ha, giường nệm thì đủ hết anh chị ha. Toàn bộ điện là chủ đi âm tường hết nha anh chị. Đây bên trong phòng ngủ ha, có máy quạt, máy lạnh đầy đủ hết. Phần đối diện là phòng thứ hai. Này phòng thứ hai có không gian cửa sổ chị ha,
phòng thứ nhất chưa không có làm. Đó, phòng nào cũng có máy lạnh hết hả chị? Là phòng đầy đủ hết nha. Phòng thứ hai thì nó rộng hơn phòng thứ nhất chút xíu chị ha. Đây cũng có tivi, quạt, máy lạnh, giường nệm đầy đủ hết. Rồi, đây là phòng cuối cùng, là phòng thứ ba chị ha. Đây, phòng thứ ba thì gia chủ không có ở, tại vì gia đình có mấy đứa con cũng đi học xa anh chị ở Sài Gòn, nó lâu mới về. Đó. Nên phòng này thì không có ở để đồ đạc chị ha. Khi nào con cháu về nhiều đông đó, thì mình ở phòng này, phòng thứ ba. Không gian phía sau bếp chị rất là rộng, rất là thoáng luôn chị. Đây là chị thấy không? Bàn dài ăn cơm rất là thoải mái luôn. Đó, không gian bếp này chị ha, thiết kế rất là thoáng, rất là mát luôn, nó không có ngợp anh chị ha. Đây là cái máy giặt nằm ở ngoài nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây, đây là nhà vệ sinh anh chị ha, đã có lót nền, ốp gạch rất là sạch sẽ luôn anh chị ha. Đây, kế bên đây nhà tắm riêng biệt hết anh chị, rất là tiện nha. Nhà tắm thì cũng có máy nước nóng lạnh nè, Panasonic nè, rồi có vòi sen tắm nè, inox nè, đầy đủ hết nè chị nha. Rồi, kế bên hông đây là cái không gian bếp nấu ăn của gia đình nha. Chỗ đây là chỗ để rửa chén bát ha. Trên thì chủ thiết kế cái kệ bằng inox để mình rửa chén bát và ốp lên nè chị ha. Không gian bếp rất là rộng luôn. Ở dưới thì chủ cũng thiết kế một cái cửa nhôm dưới chị, kéo lại để nồi ơi dưới cho nó gọn gàng chị ha. Và trên đây là có cái tủ nhôm để chén bát ly trên đây nè, để không có bụi bặm á chị. Gia chủ làm rất là kỹ chị ha, nhà còn mới toang luôn chị. Và đây là không gian để tủ lạnh nè, rồi mé bên hông rồi đây là một cái không gian để tập thể dục. Đó, có máy tập thể dục của gia đình ở đây ha. Đây, không gian bếp chị không? Khá là rộng rãi luôn. Còn bên tay phải mình đây thì chủ cũng thiết kế một cái tủ âm tường đó chị. Đó, ốp gạch rất là sạch sẽ luôn, như lúc để mấy cái đồ đạc trong đây nè. Đó, mình kéo cửa lại rất là gọn gàng nha anh chị. Đây, máy tập thể dục. Chỗ không gian đây thì có cửa sổ rất là lớn luôn, nên rất là thông thoáng anh chị ha. Đây là mặt tiền thứ hai anh chị, đường ra 3 mét đó chị, chiều sâu bên tay phải anh chị ha, vô 100 mét là đường cùng rồi. Này máy chạy chế bộ chị ha. Rồi, để em tạm dừng video ha. Quý khách hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà và đất nằm ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha chị. Em xin nhắc cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 600 triệu nha. Thổ cư căn nhà mình đó là 100%, với ngang là 10, chiều sâu là 20. Đối diện cái căn nhà mình có một cái view kinh rất là mát, rất là thoáng luôn chị ha. Dành cho những cô chú anh chị nào thích yên tĩnh là về để ở rất là phù hợp ha. Và cái thứ hai thì không có thời gian xây nhà ở thì căn nhà đã hoàn chỉnh rồi, nên mình về đây đó mình mua và ở liền khỏi suy nghĩ chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm hình để tương tác với em để mà có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, em xin chào ạ.